Rồi xin chào toàn thể anh em theo dõi kênh Thường Mộc nhé. Hôm nay mình lại lên sóng anh em một căn nhà gỗ lim 3 gian 4 vì. Căn nhà là hoàn toàn làm bằng gỗ mới 100% các bác nhé. Làm bằng gỗ lim xanh Nam Phi, chất đẹp luôn. Đấy. Thì tổng căn nhà là 3 gian 18 cột anh em nhé. Lối nhà là trồng giường đấu sen. Đấy. Lối nhà gọi là lối nhà trồng giường. Toàn bộ 4 vì là trồng giường hết các bác nhé. Làm bằng gỗ lim xanh Nam Phi mới 100% luôn. Vần gỗ rất là đẹp. Chất lượng gỗ thì ok. Không bị bám rác một tí nào luôn. Toàn bộ cột là sẻ không quan tâm. Đấy. Toàn bộ phần cột là sẻ không quan tâm. Đục kênh bong rất là sắc nét. Thợ đúng thợ Hà Nam đục các bác nhá. Hai bên bức thuận thì ở đây thì mình cũng hướng là làm hai cái bên bức thuận là cũng theo lối là khá là đơn giản, không làm cầu kỳ quá anh em nhé. Bức thuận đổ lụa búp măng như thế này thôi. Tổng về diện tích lòng nhà thì mình xin phép báo với anh em là từ cái hàng cột cửa bức bàn này đến cái tường hậu ở đằng phía sau là gạn tối đa thì được 5m15 các bác nhé. Đấy. Gạn tối đa là được 5m15. Cái phần hiên thì hiên thì 2m2 được khoảng hơn 7m. Còn cái chiều bước gian thì là hai gian bên cạnh là 2m75 tim cột, còn gian giữa là 2m97 tim cột các bác nhé. Cột cái là đường kính 27, cao là 4m60, kê thêm cái chân đá này lên 10 phân nữa là thành 4m70 các bác nhé. Dạ tàu tính từ chân cột hiên lên đến dạ tàu là cao 2m3. Đấy. Dạ tàu cao 2m3, thêm chân đá 10 phân nữa là thành 2m4. Căn nhà này nếu như bác nào dựng lại làm 3 gian nhà thờ thì phải nói tuyệt vời luôn. Chất lượng gỗ đã có sẵn ở đây rồi, anh em đến nhìn cái là nó thực tế luôn, nó không có gì giấu giếm cả anh em nhé. Lối nhà khá là đẹp. Lối nhà 7 gầy sàn ếch con trồng ở ngoài hiên, còn ở trong nhà là kẻ truyền trồng chóp. Hai bên thuận thì là trồng giường hết rồi. Đây, nhìn cái bảy gãy đây, bảy gãy xà nách hiên đây, đục rất đẹp, đục lá, toàn bộ đục cây hoa lá thôi các bác nhé, chứ không có tích gì cả. Đấy. Hàng ngưỡng chân ở bên dưới cũng đục triện rất đẹp này các bác này, hàng ngưỡng chân bên dưới đục triện rất đẹp. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì là mời anh em qua xem trực tiếp căn nhà dựng Vũ Thư Thái Bình luôn nhá, anh em nhá. Thì bác nào ưng cái thì là mang đi là chốt phương án, sau khoảng một tháng là anh em chuẩn bị nền móng xong, cái là bên em là chuẩn bị xong phần gỗ đã mang đi lắp dựng cho các bác luôn. Thì nó cũng tùy thuộc vào địa điểm lắp dựng anh em nhé, thì nó sẽ phụ thuộc chênh lệch về giá một chút, rồi là còn liên quan đến các bác lựa chọn xem là cửa đục hình thức như thế nào này. Đấy. Hoành dui, hoành thì có kích thước quy chuẩn của nó rồi, dui chồng hay là dui đơn. Đấy. Cửa đục như thế nào, có ốp cái vách tường hậu này đằng sau hay không. Đấy thì nó sẽ biến đổi một chút về giá anh em nhé. Đấy, loanh quanh đâu đó tỷ 2, tỷ 3 nhỉ anh em. Đấy, thì này cũng báo giá với sơ sơ như thế để cho anh em cùng xem. Đấy, cột. À đây, cái phần bức thuận đây là cũng có luôn nhé các bác nhé. Bức thuận từ cái cột này vào tường này là còn 60cm nữa là cũng có sẵn để đây hết rồi. Đấy, mang đi lắp là cái bức vách này nó sẽ kịch tường luôn, kịch tường hậu luôn. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì là mời anh em đến xem trực tiếp ở đây. Mình gửi địa chỉ cho anh em. Nếp nhà đang có sẵn. Rồi, xin chào thân thể anh em nhé. Ok, hẹn gặp anh em có duyên nhé.